hôi mùi biển anh á. Cá. Cá. Trời ơi, nhìn cái thuyền kìa chị. À, kéo thêm một đàn con luôn nè, thấy chưa? Nguy hiểm đó con. Mình đã qua một hòn đảo. Ông mẹ ở đây sao mà sao ừ, giống như cửa sông vậy đó. Thấy không? Cái vịnh này nó được bao bọc xung quanh. Bởi vì nó không có sông. Thấy không? Nó không có sông lớn, nó rất là lặng. Nó hở, còn này nó kín. Bao bọc hết trơn, đâu có kín hết trơn nè, giống như cái hồ đó. Quẹo bên đây rồi. Qua luôn cái tàu của Sài Gòn Tourist luôn. Lấy tàu đi nha, nó đông 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 ở đây được rồi. Có đọc tên, có đọc tên, có đọc tên.
Quay ba lông. Rồi, ấy cái bọn em ghê quá. Thôi nhưng mà lại hai làm sao? Đấy, quay ba thôi, nãy giờ quay nhiều lắm mà. Quay ba thì mình nắng. Quay ba này. Hai chị em. Lưu vào mẹ kìa, lưu vào mẹ kìa. Đưa đây con. Lông, lông. Đó đó kìa, truy tìm người giống Ronaldo. Nhưng mà em lông giống Ronaldo mà. Ronaldo. Ai là Ronaldo đâu? Ronaldo ơi. Em lọc cắt tóc đầu. Lọc chồng hết thời gian Ronaldo Brazil mà sao này nó có gì đâu. Mình nghĩ nó chồng đầu thôi. Có gì đâu mà chạy đâu mà chạy. Không phơi nắng hả? Nắng rồi không? Trời làm xấu quá, ghê quá. Thank you.
Phú là đây nè. Đây là Vịnh Nha Phú nè. Đâu quà tắm đâu? Đâu? Nó phải đâu? Đâu? Bên đây nè, bên đây quà tắm nè. Hawaii đó. Có không? Nó Hawaii đó. Nó Hawaii, có sẽ tắm biển. Nhưng mà cái biển này nha, phụ nữ thì nhớ bằng kiếp bikini nha, chứ bằng mà bằng đồ kính không được tắm đâu á. Nam tắm bên, nữ tắm bên, nam cả chuồng tắm kia, nữ tắm bên đây. Chưa tới mà chạy vòng bên kia mà. Tao nói gì vậy? Chắc chạy vòng bên kia. Ở đây xa tắm không còn hiểm. Còn quá không qua làm sao? Chắc vậy. Ê, dừng lại. Đúng rồi, không đi sớm quá. Đó 10 giờ rồi. Phải chứ mà đồn tới sớm quá. Đồn đồn ta chưa tới sao? Cảm ơn người nữ này. Chỉ phục vụ bằng điên luôn.